Như kính chào quý khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, hiện tại bây giờ Trần Như đang có mặt tại Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế lần thứ 6 đang diễn ra tại California. Và sau đây mời quý vị cùng đến với phần tường trình đặc biệt của Trần Như. Đại hội Liên hoan phim Việt Nam Quốc tế lần thứ 6 đã diễn ra tại Đại học UC Irvine, Đại học UCLA và Viện Bảo tàng Bowers ở Santa Ana trong hai dịp cuối tuần từ ngày 4 đến 8 và 11 đến 14 tháng 4. Chủ đề của đại hội lần này là nhìn lại một thập niên của điện ảnh Việt và hướng tới tương lai. Đại hội lần này quy tụ nhiều đạo diễn, diễn viên gốc Việt từ khắp nơi trên thế giới về tham dự. Khác với những năm trước, năm nay có hơn 100 phim đã gửi về tham dự, nhưng chỉ 69 phim được chọn để công chiếu. Cô Lê Đình Isa, trưởng ban tổ chức Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế cho biết những phim nổi bật trong kỳ đại hội năm nay. Dạ, nổi bật thì dĩ nhiên là đêm khai mạc là cuốn phim nổi bật, và ngoài ra còn có cuốn phim bế mạc là phim War Wish của đạo diễn Kim Nguyễn đến từ Canada, cũng là một cuốn phim trong thời gian gần đây đã gây rất nhiều tiếng vang tại Mỹ cũng như trên thế giới khi mà cuốn phim được đề cử giải Oscar cho Best Foreign Language Film, tức là phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Nó mang đến cái đề tài rất là nhân bản và đặc biệt là quay hoàn toàn tại châu Phi với một câu chuyện nó vượt qua cái biên giới của một sắc tộc, một ngôn ngữ. Mình có thể qua đó mà hiểu thêm được về cái tính nhân bản, những cái sự tàn phá của chiến tranh, gói ghém rất là nhiều điều trong cuốn phim đó. Ngoài ra thì còn có những cuốn phim nổi bật khác như là phim tài liệu Stateless, tức là vô quốc gia của đạo diễn Đức Nguyễn mà sẽ được giải Spotlight. Rồi có cuốn phim Norwegian Wood, rừng Naui của đạo diễn Trần Anh Hùng, cũng như là đạo diễn Victor Vũ trình làng hai tác phẩm mới của mình là Thiên mệnh anh hùng và Scandal, tức là Bí mật thảm đỏ. Rất là nhiều cuốn phim thuộc nhiều thể loại khác nhau và VIP rất là hân hạnh được trình chiếu. Nữ tài tử Kiều Trinh, một trong 5 vị giám khảo lựa chọn phim, đã chia sẻ về quan điểm của mình khi đảm nhận công việc này. Tôi không thích phải làm cái công việc lựa chọn. Là một nghệ sĩ thì tôi nghĩ rằng là khi mà một người làm nghệ thuật, họ mang hết tâm huyết ra để tạo ra một cái tác phẩm của mình thì nó đều là những cái điều gì rất là khuyến khích, khích. Nhưng mà tuy nhiên việc làm thì vẫn phải làm thôi. Tại vì cũng như là mình người họa sĩ chẳng hạn, mỗi người có một cái mắt nhìn khác nhau. Có người thích bức tranh này nổi bật hay quá, mà bức tranh này có thể đi vào viện bảo tàng. Nhưng mà tại sao còn cả ngàn bức tranh khác không có được vào viện bảo tàng ngồi? Thế thành ra làm điện ảnh cũng vậy. Nhưng mà như vậy không có nghĩa rằng là mình khen một số phim mà không có nói tới những phim khác. Quan niệm của tôi đó, thì phim nào cũng đều có một cái giá trị riêng của nó. Cũng như là mình nói đùa một câu là trời xanh những người phụ nữ không có ai xấu quá mà cũng không ai đẹp quá cả, mỗi người mỗi vẻ, phim ảnh cũng vậy. Ngoài những bộ phim như War Witch của đạo diễn Canada gốc Việt Kim Nguyễn, Thiên mệnh anh hùng của Victor Vũ, Rừng Na Uy, một tác phẩm nói tiếng nước ngoài của đạo diễn Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng, dựa theo tác phẩm của nhà văn Nhật Haruki Murakami, cũng được Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế vinh danh và trao giải. Sự hiện diện của đạo diễn Trần Anh Hùng trong đại hội lần này cũng là một điểm đặc biệt cho đại hội. Chia sẻ về cảm tưởng của mình khi đến tham dự và bộ phim Rừng Na Uy, đạo diễn Trần Anh Hùng cho biết: đây là một cái lần đầu tiên Hùng tới đây, thành ra là rất là thích. Tôi cũng rất là thích cái cốt truyện khi tôi đọc quyển sách đó, và từ năm 92 tôi muốn chuyển nó thành phim. Thành ra tới gần đây tôi mới có cơ hội gặp được nhà văn và xin ông ta cái phép để mà làm cái phim này. Cái phim này nó liên quan rất nhiều về tình dục. Đấy, thành ra là tôi nghĩ là nó rất là đơn giản thôi trong phim, chứ không có gì đặc biệt lắm. Yeah. Với chủ đề nhìn lại và hướng đến tương lai, Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế năm nay đã tạo cơ hội gặp gỡ đối với nhiều đạo diễn trẻ, cũng như tạo cảm hứng, phấn đấu, tạo sức mạnh cho nền điện ảnh Việt Nam tiến xa hơn để mong có chỗ đứng trên phim trường quốc tế. Đó là điều mà nữ tài tử Kiều Trinh cũng mong ước. Tôi rất là cảm phục những người đạo diễn trẻ, thế hệ trẻ, là họ quyết định đi vào ngành điện ảnh. Điện ảnh là một cái bộ môn rất là khó. Vâng, nó là cái bộ môn mà ví dụ như các bộ môn nghệ thuật khác như là ca sĩ hay là văn sĩ hay là hội họa thì mình có thể tự mình tạo được một tác phẩm. Nhưng mà điện ảnh nó là một cái teamwork, nó là một cái công việc của tập thể, thành ra rất là khó khăn.
Và nhất là đối với điện ảnh Việt Nam nữa, là mình chưa có đi vào được cái với điện ảnh thế giới, cho nên cái số khán giả của mình nó bị hạn chế lại, mà họ vẫn tìm con đường khó khăn đó để họ tới. Thành ra đó là cái điều tôi rất là cảm phục. Và tôi tin rằng là với cái lòng say mê điện ảnh thì tương lai sẽ hy vọng, có nhiều hy vọng. Chân Như tường trình từ California.